Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm Kênh Christian Food Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái khăn cho trẻ em với kích thước là 70 x 90 cm, 70 cm bề ngang và 90 cm bề dài, và cái cục len để móc chiếc chăn cho em bé thì nó rất là mềm và nó có màu xanh nhạt như thế này. Cuộn len Baby Uni, và cái cuộn len này dài 150m và có trọng lượng là 50g và rất là mềm mại luôn, và mình có thể móc được một cái khăn như thế này, một cái chăn cho em bé như thế này với hai cuộn len Baby Uni màu xanh này. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem cái cách mà mình móc nhé. Và cái cuộn len này thì cầm trên tay rất là mềm và mịn luôn, cảm giác rất là thích. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu xem thử nhé. Lần trước thì mình giới thiệu với các bạn rất là nhiều những cái video về khăn choàng này, mũ len này. Đây là lần đầu tiên mình làm cái video về chăn cho em bé. Bây giờ các bạn hãy cùng xem nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc những cái bước đầu tiên. Và những cái bước này thì rất là đơn giản, các bạn nếu mà mới bắt đầu chúng ta cũng có thể theo dõi chúng ta làm được. Và các bạn hãy theo dõi những mũi móc đầu tiên của mình nhé. Ở đây mình có một cái cây, một cái cuộn thước dây để mình đo kích thước nữa. Và đây là những mũi móc đầu tiên của mình. Và mình móc, mình đo chiều dài. Nó dài khoảng hơn 70cm rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái sợi thứ hai. Và móc cái sợi thứ hai. Giờ mình sẽ đo, dùng thước dây để đo lại kích thước. Kích thước của nó là hiện tại đang là 80 cm, gần 80 cm. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục. Móc cái đường thứ ba.
Và khi mà móc cái đường thứ ba, các bạn có thể thấy cái bảng của nó dày lên và cái họa tiết nó bắt đầu xuất hiện như thế này. Trông nó rất là dày dặn đúng không? Và bây giờ mình móc một cái đường tiếp theo như thế này. Chúng ta móc từ từ thì nó cũng sẽ y dày ra. Và cái sợi len này thì nó khá là nhỏ cho nên có thể mất khá là nhiều thời gian để chúng ta hoàn thành một cái khăn, cái chăn cho em bé. Và móc, khi mà đã móc được rất là lâu rồi thì mình có được cái bảng, một cái bảng như thế này. Và các bạn có thể nhìn kỹ cái họa tiết của nó. Và cái cuộn len thì còn như này, móc hết một cuộn rồi. Sau khi mà móc thêm một cuộn nữa thì chúng ta có một cái chăn to hơn như thế này. Và lúc này mình cũng đã gần như xài hết hai cuộn len rồi, còn chút xíu này thôi. Và tiếp theo thì bây giờ chắc là mình sẽ, nếu mà các bạn không muốn móc nữa, chúng ta có thể dùng kéo chúng ta cắt cũng được. Bây giờ mình sẽ móc những cái bước cuối cùng. Cách móc này thì khá là dễ, nếu mà các bạn nào chưa bao giờ móc thì chúng ta có thể theo dõi từ từ và chúng ta làm theo. Lúc đầu làm hơi chậm nhưng mà càng về sau thì tốc độ móc của chúng ta sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và đây là những cái bước cuối cùng móc cái chăn cho em bé, cái đường móc cuối cùng của mình. Các bạn có thể nhìn rõ. Và cái phần len còn dư mình lấy kéo mình cắt luôn như thế này. Và đây là cái chăn hoàn chỉnh cho em bé. Và các bạn thấy, có thể thấy nó rất là to, khá là to đúng không? To hơn rất là nhiều so với kích thước của cái khăn quàng cổ hay là cái mũ len. Và nếu các bạn nào đã làm tương tự như mình hướng dẫn thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn like nếu các bạn thích video này và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo, khám phá nhiều cách làm những cái đồ vật hấp dẫn và thú vị khác từ len và cũng như các dụng cụ khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt. Bye bye.